thương ai bệnh suyễn trở lại cho nên phải đi bác sĩ, cho thuốc uống bệnh suyễn đây nè, thuốc này nè, cả 100 16 đô 100 sen. Thuốc suyễn đó các bạn, cho nên mình phải mua xịt cho họng mình, rồi khi mình phải đi điền cái tên của glucose để mình lấy lại chút ít tiền mà đây đó, mình mua trước rồi mình lên hiện tại đó các bạn. Thuốc trị bệnh suyễn ASTHMA this one has cost about $116.88. Cái bệnh như vậy là các bạn đã vậy là đây chỉ là nghĩa nó bơm cho mình được 120 số không á, hết mình phải mua cái hồi khác. Cái này là mình đi mang đi theo người cả đời luôn. Nên mình bị bệnh thì lúc nhỏ các bạn. Đó, nên tới bây giờ mình vẫn còn sử dụng bệnh suyễn như vậy đó. Đây, chúc các bạn vui vẻ. What we have in there? Oh my, purse. Are we all ready to order? Yeah. Yes, please. Have steak, have sushi. How do you like your steak, Doc? Medium rare. Caesar salad. Caesar salad. And lamb chowder. Lamb chowder. Do you want any protein on the salad? Caesar salad. Oh, like chicken or prawns? No. No, I'm you're okay. Right. Thank you. Thanks. Protein? Chicken that I put on proper salad. Brown powder. Salad. What do you have there?
sushi. Roasted salad beans, women? Hmm? Women on salad. Oh.